mày tương với những người đó gặp là mày nghĩ là người ta là sẽ quyền thoát đúng không? Không phải như thế. Của nó tiền thì giả tiền, giả tiền. Giả loại giả như thế. Mới đầu chúng ta đi hợp đồng là phải nhận biết trả ra một cái mối tiền, còn khi người ta trả hai trả ba trả bao, cho nên tiền nó chưa về. Nên chị em đến giờ đấy thì chúng ta đi trả tiền, có trả tiền không? Nên là có cần cái gì nữa không? Rồi cái này làm nước chưa? Chưa làm nước chưa? Chưa. Hôm nay vừa không cái này cũng không có biết. Cái này là nói là còn anh Huy.